Angela Pon, năm nay 21 tuổi, cao 1m77, nặng 58kg, là người mẫu của nhiều sự kiện thời trang. Năm 2015, cô đăng quang một cuộc thi dành cho người chuyển giới và từ đó có động lực dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha. Angela Pon chia sẻ cô sẽ chuẩn bị kỹ càng để đại diện đất nước dự thi Hoa hậu Hoàn vũ và truyền đi thông điệp về người chuyển giới. Cô phát hiện giới tính thật từ năm 3 tuổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn lúc dự thi, Angela Pon cho biết cô hiểu rõ những khó khăn của bản thân. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không đưa ra những quy định cấm người chuyển giới hay thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ tham dự cuộc thi. Nhưng trong lịch sử gần 70 năm của đấu trường sắc đẹp này, khán giả chưa từng chứng kiến một thí sinh chuyển giới cạnh tranh vị thế với các người đẹp khác.